Hello, Hương xin trở lại với các anh chị và các bạn. Hồi ngày hôm qua, Hương có đi ra nước series Mimi. Hương đi ra đó, Hương mua ba cái chậu về đặng bỏ mấy cái cây vô. Ngày hôm qua mua ba cái chậu này, mua ba màu khác nhau, đổi cho cái cây bữa hôm một cái chậu, rồi mấy cái này để cho cái khác. Rồi Hương có mua cho mình ba cây, giờ Hương chêm vô đây. Giờ này Hương mua ngắm qua ở ngoài mini luxury rồi, cái này mới mua ngắm qua ba nhánh ba thứ. Hương muốn mua mấy cái màu vợt vợt á, trồng cái nó lên màu, cái này nữa lên màu hồng, nó là màu hồng, nó ra nắng nó sẽ lên hồng đậm vậy. Mua ngày hôm qua cái này một nhánh. Coi vậy chứ cũng đi ra lụm này lụm kia. Tại Hương mua bên cụ ria là mấy cây ở đây còn Hương kiếm không có. Tại Hương qua bên kia Hương chạy mua, hay mua vòng vòng kiếm đồ này đồ kia. Mình đi sưu tầm mà các bạn, chỗ nào có cây cây mình thích thì mình mua. Đây ngày hôm qua cái cây này Hương cũng mua ngoài nước series Mimi ngày hôm qua. Cái cây này Hương thì thấy nó hơi đen đen nè, mà nhưng ở ngoài tiệm mini nước series họ nói cây này mai mốt lên màu đẹp lắm. Nói vậy là nên mình chưa có đâu, mình mua thử coi mai mốt nó ra làm sao. Cũng muốn có nhiều loại khác nhau, điều mà Hương lúc nào nó héo vậy thì Hương thấy nó đen quá, sợ mấy ổng lên đen thui. Đó là Hương ngày qua cây này cũng mới mua ở ngoài mini series, có cái bông màu cũng đẹp lắm mà Hương hỏi thì hết rồi, cái đó hết rồi, họ chỉ còn bỏ cho bỏ sỉ cho xin khách hàng của họ thôi. Thì Hương cũng dặn ngoài đó. Đây là anh chị thấy cái màu đó không biết nữa, nó lên màu sao mà cái này cái bông nó không có xòe ra, nó cũng túm túm hơi giống như cái muỗng vậy đó. Thấy cũng hơi lạ lạ, mua thử coi. Đây là cây thứ nhì, hôm qua Hương ghé Mimi nữa series, tôi mua ba cái chậu rồi mua ba cái cây, giờ Hương bỏ vô Hương trồng. Cây này Hương cũng mua ngày hôm qua đây. Cây này thì nó màu xanh, Hương lựa cái này cái bông nó hơi nhỏ nè, tại Hương thấy nó lên cái chùm nó hơi thứ tự, nó hai tầng. Cái này màu xanh mà mai mốt nó ra nắng đó các bạn, thì cái viền trắng của nó là cái viền đó nó sẽ lên màu hồng. Hương thấy cũng cũng được, tại mình chưa có thì nó mua cho có cây này cây kia chơi. Đó. Ra ngày hôm qua Hương ghé này này mua ở ngoài Mimi Nursery nè. Đó, thành ra giờ Hương trồng vô. Cây này thì Hương sẽ bỏ vô trong cái chậu này. Bỏ đất vô sẵn rồi. Bỏ đất vô cái cây này không trồng cho nó à. Đây, đây bỏ vô đây nữa luôn, để thêm đất vô con chêm mấy cái cọng miếng mướp nè, đặng cho cái cọng nó hở hở ra đặng nên không có ôm cứng lại. Cái thân này nó hơi cao, thành ra Hương trồng vô cái chậu nó thấp thấp.
giữ cho nó cứng lại, nó không lắc. Rồi Hương cầm đây, này, ở đây xong cây nó đây, trong cái chậu này nghiêm cây vậy, nhìn nó ra rễ rồi Hương mới nhổ. Rồi. Này, xong cái cây này cho ra đây. À, coi như mấy cây này Hương ngày hôm qua Hương ghé mini nursery nè. Ghé mini nursery ngày hôm qua thì cũng rinh được mấy cây đó, giờ Hương trồng vô đây. Rồi, đây Hương xong một chậu này nữa đây. Cái này màu hồng. À, ngày hôm qua Hương ra cái mini Hương cũng rinh mất ba cây đó. Thành ra Hương cũng ra Hương mua lắc nhắc đi ngày hôm qua ra mini. Hương mua mấy cái chậu. À, cũng hết mấy trăm 200 mấy à, mua cây với mua mấy cái chậu. Bây giờ Hương mới biết cái tiền ship của cái cây này nè các anh chị. Chắc gần 200 quá. Khi mình tại vì ông xã Hương cũng mua cái cây sau này. Bữa hôm Hương nói là tiền ship đó là coi như là SMS Hương trả trước đó 125 đồng. Bữa nay thì Hương mới biết là nó kêu ông xã Hương phải trả thêm 60 mấy đồng nữa. Thành ra cái tiền ship cái cây kia nó cũng tương đương cái cây này. Thành ra Hương nghĩ cái cây này chắc cũng tiền ship nó cũng gần gần 200 lận. Thành ra cây mua nó có rẻ đi nữa mà những tiền ship nó nặng lắm các anh chị. Tiền ship bên bên đó nặng lắm. Tại mình thích mình mua đây không có đó. Mình mua một hai vài cây chơi. Chứ còn mua bên đó cái tiền kẹt, cái tiền ship rất là nặng. Nếu mà tiền ship mà nó nhẹ thì nó đỡ. Coi như cái cây tiền ship thường thường nó hay có nhiều cái cây tiền ship nó lên coi như
Đúng là 1/3 giá tiền mình mua đó. Có khi có chỗ nó còn cao hơn nữa. Nó tùy theo nó series nữa các anh chị. Đây mấy cây của Hương này nó cũng tỉnh nhiều lắm rồi. Hồi ngày hôm qua Hương ra mi được series Hương cũng mua mấy cây. Mấy cây đó là ở trong cái bộ sưu tầm của Hương chưa có. Thành ra mua đó mà không biết nó có đẹp hay không. Có cái cây mà màu đen đó Hương nhìn nó hơi đen hơi tối mà là cái lá của nó không có xòe thẳng ra mà nó hơi túm túm, nó giống như cái muỗng á. Cũng mua thử. Cái cây này cũng vậy nè, Hương bữa hôm Hương trồng trong cái chậu nó cũng tạm, ngày hôm qua Hương ra mini được series Hương mua cái chậu mới nè, hẳn Hương sang nó vô Hương trồng vô cho nó nè, hôm qua trồng cái chậu kia trồng tạm thôi. Mục đích chính là ra định mua chậu, nhưng rồi ra mua ba cái chậu rồi rút ngồi nó hồi cũng lên hết ba cây. Không biết nữa nó lên nó đẹp hay không rồi, nhưng mình chưa có cứ thấy lạ lạ rồi mua. Thường nói mua hoài cái chỗ vườn không có chỗ để mà cái tật đi thấy lạ là lụm cát nào mình không có rồi hay lụm lắm các anh chị ơi. Mình bị cái bệnh rồi, bệnh mê cây rồi. Vậy Hương cũng khoe với các anh chị hồi ngày qua Hương ghé Mimi được series đó, Hương cũng lượm về cho ba cây, đi lên ba cái chậu về đặng sang chậu đó, cho mấy cây rồi cũng mua thêm. Đây cái cây này Hương không biết nó có mình nữa nó lên màu có đẹp hay không, nghe nói ngoài tiệm nó mai mốt nó sẽ lên màu đỏ rồi nè, chứ bây giờ tại Hương thấy nó đang thui rồi, nó héo á, nó đen vậy đó. Còn cái cây này thì Hương nhìn là nó, Hương lấy cây này hơi nhỏ nè, mấy cái cây khác với bông nó to hơn, mà tại Hương lựa cái nhánh nó đều á thì cái bông nhỏ thì từ từ nó sẽ lớn thôi, mà những cái nhánh mình hơi khó thay đổi nên Hương lựa cái nhánh này, cái bông nó còn nhỏ mà nó làm hai từng nhánh. Đó. Đây giống cái cây này thì cái màu này thấy màu hồng, tôi nghĩ mai mốt nó hồng nó giật giờ đó, nó khác khác với mấy cây kia anh chút, không biết có khác hay không. Hương cũng lụm rồi thì nó Hương khoe với các bạn chút xíu. Bữa nay là mình là 1 tây tháng 7 rồi các anh chị, coi như còn có mấy ngày nữa là ở Mỹ mình có ngày lễ độc lập. Ngày lễ độc lập là ngày 4 July đó. Ở Mỹ thì cái ngày đó mọi người họ ăn coi như ăn mừng, phải nó dùng cái từ họ hưởng thụ nhiều lắm, là nhà nào cũng có bạch ti rồi. Có nhiều gia đình họ có đốt pháo đó, thành ra cái tối bữa 4 tây July 4 đó là ở Nam Cali, Hương ở Nam Cali, ở vùng này là họ đốt pháo dữ lắm. Mấy năm trước mấy đứa con Hương nó cũng đốt, bây giờ Hương thấy thôi đốt mà phải mấy đứa nhỏ nó đốt nó phải chuẩn bị này kia phòng hỏa hoạn rồi đó. Thôi. Hương cũng đang
dự định dời mấy chỗ này là sắp xếp lại để mấy cây cao ở đây cái nó nhìn nó khuất ở bên này. Hương sắp xếp lại coi như sắp xếp mấy chỗ này lại. Bây giờ bữa nay chưa có ở không. Thấy cây này nó có cái sọc đẹp đó. Vậy cho Hương thực hiện cái video ngắn gửi đến các anh chị và các bạn xem cho đỡ buồn chút xíu. Rồi Hương cũng không quên chúc các anh chị và các bạn, nhất là các anh chị và các bạn ở Mỹ, mình sẽ đón July 4, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Vậy cho Hương chia tay với các anh chị và các bạn. Vậy cho Hương hẹn lại với các anh chị và các bạn cái video kế nha. Bye bye.